Kính thưa quý vị, phụ nữ luôn là một phần không thể thiếu và luôn có những đóng góp to lớn cho xã hội. Cũng bởi vậy mà trong không khí chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 này, rất nhiều hoạt động được tổ chức để tôn vinh và thể hiện sự yêu thương, trân trọng đến với phái đẹp. Tại Đài truyền hình kỹ thuật số VTC ngày 17 tháng 10, các nữ phóng viên, biên tập viên, nhân viên đã được gặp gỡ, trao đổi với nhiều chuyên gia để hoàn thiện thêm các kỹ năng, xây dựng phong thái cho người phụ nữ hiện đại cả về ngoại hình lẫn trí thức. Trong xã hội hiện đại, vai trò của người phụ nữ ngày càng được nâng cao. Không còn bó hẹp trong gia đình, người phụ nữ ngày càng tỏa sáng và góp phần vào sự phát triển của xã hội. Họ dần hoàn thiện bản thân cả về ngoại hình và trí thức. Để khơi dậy sự mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán, dám theo đuổi ước mơ của những nữ biên tập viên, phóng viên của đài VTC, các chuyên gia đã chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích về cách để xây dựng phong thái cho phụ nữ hiện đại. Đó là những kỹ năng trong giao tiếp, ứng xử, thể hiện cảm xúc. Mong các bạn là đầu tiên là sẽ giữ được cái sự tự tin của mình trong cái mọi hành trình trên cái con đường của mình, từ công việc, từ gia đình. Và mình cũng mong muốn là các bạn sẽ có được một cái kỹ năng học tập và rèn luyện để mình có thể khẳng định được bản thân của nữ giới chúng ta trong các cái vị trí mà mình đang đứng. Vẻ đẹp về ngoại hình cũng đặc biệt được chú trọng khi mà tính chất công việc của các nữ phóng viên, nhà báo, biên tập viên thường xuyên phải tiếp xúc với cơ sở, đối tác. Rất nhiều bí kíp chăm sóc da, trang điểm đã được chuyên gia chia sẻ giúp phụ nữ đẹp hơn mỗi ngày. Tôi có chia sẻ những cái bí quyết về chăm sóc da ngay từ những cái các bước chăm sóc hàng ngày, cũng như là cái dụng cụ trang điểm và sản phẩm trang điểm phù hợp. Tôi mong muốn đem lại giá trị cho các chị em phụ nữ ngày càng xinh đẹp hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. Trong một buổi sáng sẽ có 3 diễn giả, mỗi người có một cái thế mạnh riêng. Người thì có thể hướng dẫn về trang điểm, người thì về ứng xử, người thì về tâm lý. Thì tôi cho rằng là 3 cái yếu tố này nó khép lại để mà sẽ có một buổi sáng rất là ý nghĩa với chị em. Chị em sẽ tự tin hơn, sẽ vui vẻ hơn và chắc chắn sẽ có những cái tác động rất là tốt đến công việc và cuộc sống. Những hoạt động đa dạng, bổ ích đã nhận được sự hưởng ứng của các nữ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên đang công tác tại đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Đây là cơ hội để các chị có cơ hội giao lưu, hoàn thiện bản thân, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Đồng thời cũng là lời chúc cho một ngày lễ thật đặc biệt. VTC luôn tự hào bởi ở đây có đội ngũ các chị em luôn luôn thần thái, phong độ và phải nói rất là linh hoạt trong ứng xử cả bên trong đài cũng như là đối ngoại. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, chúc cho mọi người là những gì tốt đẹp, những gì là thế mạnh chúng ta tiếp tục nâng cao, cuộc sống cũng ngày càng hạnh phúc hơn để mà cái phần còn lại của thế giới cũng được hưởng lợi.